Hoàng đã dùng cái tiếng piano Hoàng cộng với lại cái tiếng piano điện, hai cái tiếng nó mix lại với nhau để nó ra được cái tiếng nó long lanh. Đánh mày thì có nghe tiếng piano nha, cộng với tiếng piano điện thì nó ra được cái này, thì Hoàng đang sử dụng cái tính năng duo là cộng hai cái tiếng đó lại ha. Rồi Hoàng giới thiệu cho các bạn cái cây này là cây Yamaha IDP 163, đây là dòng Arius đấy. Mình chỉ xuống đây là Sơn nè, đây là dòng tên, cái tên dòng của nó là dòng Arius ha. Cụ thể là cái cây này là IDP 163, cây này là cây đã qua sử dụng rồi ha. Hiện thời cái cây này đã được update lên phiên bản mới nhất, đó là cây IDP 164 nha các bạn. Mình thấy là cái cây này sản xuất khoảng độ năm 2017-18 á, thì tính ra đến bây giờ mới có vài năm thôi, tính thành ra là cái chất lượng còn lại của nó rất là ổn, cho nên Hoàng mới làm clip để Hoàng giới thiệu cho các bạn. Hôm bữa Hoàng làm clip giới thiệu 162 rồi đó, thì đó là cách đây 2 năm rồi. Thì bây giờ cái model cũ của nó là 163 đó, mình nâng cấp lên thành 163. Còn ai mà muốn mua mới thì cứ khui thùng cái cây 164 thì nó tầm khoảng độ 26 triệu á, khui thùng mới tinh luôn 26 triệu ha. Rồi mình cũng bình lướt qua cái cây này một chút xíu để cho các bạn xem được cái hình dáng cái body của nó. Cây này là cái cây nhỏ gọn thôi các bạn ạ, cây nhỏ gọn thôi đó, mình đi từ cái dưới chân lên đó. Cái dòng HP của Roland hay là dòng CLP của Yamaha họ sẽ có thêm cái chân ở chỗ này, còn cái dòng Arius thì họ chưa có chân đó các bạn xem ha. Phiên bản này Hoàng đang có là phiên bản màu B, là màu black, là màu đen đó. Mình lướt qua đi. Đấy, cái giá nhạc nếu mình không có thích sử dụng cái giá nhạc, mình có quyền là mình gấp nó lại, xong mình đặt cái sách vở hay là máy vi tính, cái laptop á, hay là iPad lên để mình làm việc đó, để mình chép nhạc hay mình làm gì đó đó. Cái cây này là nhìn hình dáng rất là đơn giản. Thì cái cây này giá là Hoàng không có nói trên video, các bạn chịu khó các bạn coi ở trên cái link ở bên dưới phần mô tả nha các bạn nha. Đấy, cái phần nút bấm của cái cây này nó chuyển qua bên tay trái cũng đơn giản lắm. Mình xích lại gần mình thấy đó, đơn giản lắm. Nó có cách sử dụng của nó là dễ ơi là dễ luôn. Nếu mà muốn nhấn bài hát thì đây, muốn nhấn tiếng thì đây, thì cộng trừ tiếng đây, metronome để mình chơi, rồi thu lại khi mà mình cần, rồi mình phát ra đó, rất là dễ, rất là dễ luôn. Rồi hồi nãy Hoàng đàn nè, thử cái tiếng và Hoàng tính kẹp nó lại, rồi bây giờ Hoàng chuyển qua Hoàng đánh cái tiếng piano cơ bản của nó thôi nha. Piano thôi đó, tiếng piano không thôi.
quá rồi. Bây giờ mình cộng lên ha. Đây là tiếng piano mà tiếng đục đục á. Đây là tiếng sáng này. Rồi, cộng thêm tiếp là nó ra được cái tiếng piano điện nha. Đó, một tiếng piano điện. Rồi, tiếng piano điện số 2. Rồi, nó chỉ có 3 tiếng cơ rồi ha, 2 tiếng piano điện rồi. Bây giờ tiếp theo. Tiếng này tiếng hát si cò thì cái này ít sử dụng lắm. Đây là tiếng vibraphone. Đây, tiếng vibraphone là tiếng đàn giống đàn đá đó. Đây là tiếng organ để mình đánh trong thánh lễ. Đó, đánh trong thánh lễ. Cái này cũng organ. Đánh trong thánh lễ cũng được nhưng mà hình như cái này là jazz organ này. Đó. Rồi, tiếp theo. Đây là tiếng string. Đó, tiếng string của Yamaha thì xưa giờ nó được cái nó mềm và thiệt sự là người ta cần mà đánh trong ban nhạc mà tiếng string thì người ta thường sử dụng cái Yamaha nhiều hơn các hãng khác. Tiếng piano ban đầu rồi, thấy chưa? Rồi, vậy thì tiếng của cái này nó có khoảng chục tiếng. Đó, rất là dễ sử dụng, đơn giản lắm. Cây này thì phù hợp cho những cái người nào mà mới bắt đầu chơi đàn. Chất lượng còn lại của nó mới có vài năm, thành ra nó cũng vẫn còn ok lắm. Bây giờ thậm chí vẫn còn đang bán cái cây là đời trước của nó, trước của nó. Thì bây giờ là mới nhất là 164 ha. Thì cái cây này là 163. Trước đó 162. Trước đó là 161 và trước đó nữa là 160. Đó. Thì theo Hoàng thì cỡ 160 thì hơi cũ quá. 161 thì cũng còn vẫn còn được. Và 162 thì khá đó. 162 là nếu mà có hàng và các bạn quan sát mẫu mã nó còn đẹp, các bạn cứ mua. Bởi vì 162 là giá nó tương đối, nó phù hợp, nó có mười mấy triệu thôi. Và nhích lên thêm 1-2 triệu nữa thì được cái cây này là cái IDB 163. Và ai mà muốn mua mới luôn thì khui thùng là cái IDB 164 ha các bạn ha. Rồi, clip hôm nay ngắn vậy thôi, để cho các bạn có thêm những cái sự lựa chọn ha các bạn ha. Rồi có dịp các bạn cứ ghé qua để các bạn thử, không mua cái này thì có những cây khác. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha.